Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Công Thương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Hoàng cho biết, trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Đảng ủy Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Công Thương cùng các cấp đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát với thực tế của Bộ. Trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc triển khai trong toàn Đảng bộ. Thông qua đó, Đảng ủy Bộ đã chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Đảng ủy Bộ đã chủ động triển khai các chương trình để mà làm sao góp phần vào cái hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện những cái vấn đề mà Trung ương rồi Chính phủ rồi các cấp có thẩm quyền đã đưa ra các cái quyết định, các cái cơ chế, các cái chính sách trong phát triển kinh tế, trong công tác xây dựng Đảng, góp phần để làm sao cái hoạt động của ngành công thương ngày càng được nâng cao về chất lượng. Có thể nhận định rằng trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc đã chấp hành nghiêm và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở. Đảng bộ chúng tôi có cái đặc thù riêng, tất cả các cái đảng viên giữ vị trí then chốt đều phải thông qua đảng ủy bổ nhiệm, đảng ủy đồng ý để cho ban giám đốc, trình hội đồng quản trị bổ nhiệm thì mới được bổ nhiệm. Chúng tôi có 3 liên doanh, chúng tôi phải cử những đảng viên vừa có bản lĩnh vừa có trình độ chuyên môn. Do đó 3 liên doanh chúng tôi ấy, là 3 liên doanh thành công. Thì đảng ủy cục cũng đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và quán triệt gắn chặt các cái cơ quan đảng, cơ quan chính quyền và đoàn thể, gắn chặt cái hoạt động kiểm tra giám sát với những nội dung thiết thực phù hợp với nhiệm vụ công tác chuyên môn, và do vậy không tạo ra những cái vướng mắc, những khó khăn, không tạo ra sức ép cho các chi bộ và các cơ quan được kiểm tra giám sát, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được tính nghiêm túc và hiệu quả, và đặc biệt là hoạt động kiểm tra giám sát được thực hiện một cách thường xuyên. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là đối với loại hình doanh nghiệp, song Đảng bộ Bộ Công Thương không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều kết quả quan trọng, vai trò, vị trí của các tổ chức đảng được củng cố và phát huy. Từ cái nhiệm kỳ của 2016 đến 2020, thì chắc chắn là đất nước sẽ đầu tiên là sẽ bước vào một cái thời kỳ mới của phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và đồng thời cũng có nghĩa là bước vào một giai đoạn phát triển mới của hội nhập rất là sâu và rộng. Cơ hội và những cái điều kiện thuận lợi là rất lớn để phục vụ cho cái việc xây dựng và phát triển đất nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, toàn Đảng bộ Bộ Công Thương sẵn sàng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của đảng vào cuộc sống, góp phần tích cực cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.